Em Mì xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay em Mì có nấu món phở đặc biệt cho gia đình. Em Mì xin mời cả nhà mình vào cùng thưởng thức nha. Em Mì xin cảm ơn cả nhà vẫn luôn yêu mến và ủng hộ cho em Mì Việt Channel. Em Mì xin chúc cho cô chú, anh chị và các bạn được nhiều niềm vui, an lành, may mắn và thành công trong cuộc sống. Bây giờ thì xin mời cả nhà cùng vào bếp với em Mì để nấu món phở bò đặc biệt này nha. Rồi ở đây thì em mình dùng là ba củ hành lớn như thế này. Các bạn mua có thể lựa củ hành lớn bự như thế này thì khi mình hầm xương á, nó ra cái chất ngọt hơn và nó thơm hơn. Rồi thêm một nhánh gừng to như cái này, bự khoảng bàn tay của mình như thế này nè. Để khi mình hầm xương đó thì nó ra cái chất ngọt và nó thơm hơn nha các bạn. Và tùy theo số lượng mình nấu nhiều hay ít cũng tùy theo mình nữa nha. Gừng và củ hành thì em mình sẽ bao cái giấy bạc lại để đem đi nướng. Nếu mà các bạn có lửa than thì các bạn nướng trên bếp cũng được thì nó rất là thơm luôn. Còn em mì nướng ở trong cái lò air fry đó cho nó nhanh và nó lẹ mà nó không có dơ cái bếp của mình luôn nha các bạn. Rồi thì em mì sẽ cho hết vào trong cái lò nướng này nha. Cái lò nướng này thì nướng rất là lẹ luôn, các bạn khỏi có lo là nó bị dơ bếp mình nữa nha. Rồi đây thì em mì cho vào cái lò nướng nè. Em mì sẽ nướng cho nó là 400 nha, 400 độ đó, khoảng 20 phút cho cái gừng và cái củ hành này nó chín và nó thơm lên nha các bạn. Ở đây thì mình dùng 1,8 kg thịt xương bò, các bạn có thể dùng xương ống cũng được nha. Nếu mà mình dùng cái xương bò nó có nạc như thế này á, khi mình hầm xương á thì cái nước nó ra rất là ngọt nha. Còn mình dùng xương ống thì cái nước nó ra cái tỉ đó có rất là nhiều mỡ. Nên mấy bạn nào mà không thích ăn mà béo nhiều, mỡ nhiều thì các bạn có thể dùng xương bò nó có nạc như thế này. Còn mà không thì mình có thể dùng xương ống nha. Nhưng mà em mình khuyên là phải dùng cái xương bò mà có nạc như thế này nè. Thì mình hầm xương cái nước nó ra rất là ngọt mà rất là thơm và ngon luôn nha. Xương bò thì nó rất là tanh. Khi mà các bạn rửa cho một ít muối vào đây để mình rửa nha. Và rượu trắng nha, mình rửa với muối và rượu trắng xương bò nó sẽ không còn cái mùi hôi và nó không có cái mùi tanh nữa, thì mình rửa cho sạch cái chất mà dơ của cái xương bò này nè. Phần xương bò thì em mình cũng đã rửa sạch nè, các bạn mới thêm muối nữa nha, rượu trắng nè và một ít gừng nha các bạn. Rồi thì em mình sẽ cho nước vào cái phần này thì mình sẽ đem đi luộc cái xương bò này nha. Rồi mình sẽ đem cái xương bò này luộc sơ qua khoảng 10 đến 15 phút cho cái chất dơ của trong cái xương này nó ra, nó đỡ tanh và nó đỡ hôi nha các bạn. Rồi sau 10 đến 15 phút thì cái xương em mình đã luộc sơ qua rồi. Bây giờ em mình sẽ đem đi rửa cái phần xương này cho nó thật sạch nha các bạn. Khi mà mình rửa xương thì các bạn nên dùng cái bàn chải nhỏ nhỏ như vậy nè, mình chà trên cái xương của nó đó, cái chất bợn á thì nó sẽ sạch hơn, khi mà mình nấu thì nó không có ra chất lợn cợn nhiều nha các bạn. Cái bàn chải này chỉ để dùng để mình chà xương cho nó sạch thôi, ngoài ra là không sử dụng món đồ khác nha các bạn. Củ gừng và củ hành thì em mình cũng đã nướng xong nè. Thì sau khi nướng xong thì mình đem đi rửa sạch củ gừng và củ hành nha. Gừng thì mình thái lát mỏng mỏng ra như thế này nè, thì nấu nó sẽ ra cái mùi thơm, nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Rồi cái phần xương thì em mình cũng đã rửa thật sạch. Rồi em mình cho vào một cái nồi lớn có cái độ sâu như thế này để mình hầm xương nha các bạn. Rồi thì em mình cho cái phần củ hành đã nướng chín rồi đó, em cho vào hết trong này luôn nha. Rồi thêm tới đó là củ gừng nha các bạn. Em sẽ cho vào đây là một muỗng canh muối nha. Em dùng là 100g đường phèn. Đường phèn này nó sẽ giúp cho khi mình hầm xương nó sẽ ngọt và nó thanh hơn nha các bạn. Em sẽ cho nước vào nồi này luôn nè. Còn tùy theo cái liều lượng mình nấu nữa nha các bạn. Thì các bạn nấu nhiều thì các bạn có thể cho thêm nước nhiều. Mình nấu ít thì cho nước ít. Ở đây thì em nấu khoảng từ 4 đến 5 lít nước nha. Em mình cho cái nồi xương lên bếp nè, rồi mình mở lửa lớn, mình nấu cho cái nước nó sôi bùng lên nha các bạn. Nước bắt đầu nó sôi thì cái phần bọt nó đã nổi lên trên á, thì các bạn nên vớt bỏ cái phần bọt này ra để cho cái nước nó được trong hơn. Bây giờ em mình sẽ vớt cái bọt này ra nha. Cái món phở này thì rất là dễ nấu, nhưng mà có một cái là mình hầm xương nó hơi bị lâu nha các bạn. Khoảng từ 2 đến 3 tiếng tùy theo là mình nấu nhiều hay ít nha. Thì cái thời gian nó sẽ tăng lên và giảm lại nha các bạn. Còn các bạn nào ở nhà mình có cái nồi mà áp suất đó, nồi nấu nhanh đó, thì các bạn có thể nấu khoảng nửa tiếng là có cái nồi phở ăn liền, nhanh tốc hành luôn nha. Nhưng mà em mì thì không thích nấu bằng cái nồi đó. Cái nồi đó thì nó tuy là nhanh lẹ nhưng mà nước súp đó, nó không có ra
ngọt như là cái kiểu là mình nấu khoảng 2-3 tiếng mình hầm xương như vậy. Thì người nào mà kiểu như mà không có thời gian á, thì mình có thể mình nấu cái đó nhanh lẹ hơn thì nó đơn giản hơn nha. Còn nếu mà ai có thời gian thì nên nấu là phải 2-3 tiếng thì cái nồi súp mới là ngon, cái ra cái chất xương nó mới là đậm đà hơn. Là bây giờ thì Amy sẽ giảm lại cái độ lửa mà cho nó nhỏ vừa, rồi Amy sẽ gác cái đũa lên như vậy nè, mình sẽ đậy cái nắp lại cho nó có cái độ hở lên trên á, rồi mình để mình hầm xương cho khoảng từ 2 đến 3 tiếng nha. Phở thì Amy sẽ dùng thêm cái phần lá sách này nha, thì các bạn tùy theo mình thích ăn thêm lá sách hoặc là bò viên thì các bạn cứ bỏ thêm vào nha. Amy sẽ cho ở đây vào là rượu trắng nha các bạn, mình cho thêm muối nha. Cái rượu trắng và cái muối nó làm cho cái lá sách mình nó không có mùi hôi nha. Mình phải dùng rượu trắng với muối để mình chà xát và mình bóp cho nó không còn cái mùi hôi, mùi tanh của cái mùi lá sách nữa đó. Rồi em mình sẽ để ngâm ở đây khoảng 5-10 phút cho rượu với cái muối này nó thấm vào trong đây để nó giảm bớt đi cái mùi hôi nha. Em mình sẽ để 5 đến 10 phút nha. Rồi sau 15 phút thì mình ngâm nó cho nó bớt mùi hôi rồi, giờ mình nên xả cho nó thật là sạch luôn nha. Rửa cho sạch vài lần nước đó. Khi nào mà thấy cái nước nó không còn cái bọt nữa thì là nó đã sạch rồi nha các bạn. Còn nếu mà nó còn bọt nổi lên nhiều quá thì mình phải rửa cho thật là sạch luôn nha. Cái này thì nước nó đã trong và nó đã sạch lại rồi. Cho lên bếp một nồi nước nha. Rồi mình cho thêm một ít muối vào đây nè, rượu trắng nữa nha, cho thêm vài lát gừng nữa nè. Rồi mình nấu cái nước này cho nó sôi bùng lên nha các bạn. Rồi bây giờ thì nước đã sôi thì mình sẽ bỏ cái lá sách này vào mình trụng nha. Mình sẽ trụng cái lá sách này cho cái lá sách này nó chín lại nha. Rồi mình sẽ để đây mình nấu đây khoảng 5 đến 10 phút. Rồi Amy đã luộc được 10 phút rồi nè. Bây giờ Amy sẽ tắt bếp và để ra một cái rổ cho thật là ráo nước nha. Để cho nó nguội rồi mình sẽ cắt nhỏ ra nha các bạn. Nấu phở thì mình không thể nào thiếu cái gói gia vị này đâu nha các bạn. Cái gói gia vị này thì mình mua ở ngoài chợ Việt Nam đó, ở đâu cũng có bán hết. Thì ở trong này đã có sẵn hết rồi, người ta đã bỏ sẵn đầy đủ những cái hạt ngò nè, rồi quế cây nè, rồi cánh hồi, rồi đủ thứ ở trong này luôn nha. Mình chỉ cần mua cái gói này rồi mình về mình nấu thôi. Rồi ở đây mình có thêm là một cái hộp mà viên phở gia vị này nữa. Mình bỏ thêm cái này để cho cái nồi phở mình nó thêm đậm đà và nó thơm ngon hơn nha. Em mình đổ cái gói gia vị này ra chảo nè, để mình rang lên nè, cho nó thơm nha. Thì ở trong cái gói gia vị này nó có sẵn một cái túi như thế này nè, cái bao như thế này để bỏ mấy cái hạt này vào để mình bỏ vô cái nồi phở mình nấu đó. Thì ở đây nó có đủ hết rồi nha. Rồi mình cho cái này lên bếp mình rang khoảng 5 phút thôi nha. Mình rang như vậy cho nó nóng và nó thơm lên á, khi mình nấu mình bỏ trong cái nồi súp của mình á thì cái mùi thơm nó ra thì nó sẽ thơm hơn nữa. Rồi mình rang 5 phút với cái lửa nhỏ vừa là được nha. Vàng vàng lại gì là được rồi đó, nó thơm lắm rồi. Rồi thì mình sẽ cho hết cái phần này vào trong cái túi này luôn nha. Bỏ hết cái gia vị vào trong cái túi này rồi mình cột nó chặt lại thôi. Nó rất là đơn giản luôn nè, đó, rất dễ luôn á. Rồi đây thì cái nồi súp mình hầm từ 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi nè. Thì cái nước các bạn cũng thấy là nó đã sậm lại ha. Đây là cái nước súp hiện tại nè, nó rất là trong luôn đó, mà nó không có mỡ nhiều nữa nha. Bây giờ thì Amy sẽ lược lấy cái nước trong nha. Lược nó qua cái nồi khác để mình lấy cái nước cho nó trong hơn. Giữ lại mấy củ hành nha, mình bỏ vào mình nấu thêm nữa cho nó thơm luôn nha. Củ hành thì mình giữ lại nè, cho cái nước nó ngọt hơn đó. Rồi cho hết luôn cái phần gừng luôn, mình giữ luôn cái phần gừng còn lại luôn. Rồi mình mở lửa lên mình nấu lại cái phần nước súp mình đã lược qua. Rồi mình bỏ cái bịch của gia vị này vào nè, mình nấu. Mình sẽ bỏ thêm cái mùi viên gia vị phở này vào luôn nha các bạn. Trong cái hộp nó có 4 viên thì Amy sẽ cho hết 4 viên này vào luôn nha. Để mình nấu cho cái mùi gia vị này nó ra mùi thơm khoảng 15-20 phút nha. Mình gác hai cái đũa này lên nè.
Mình đậy nắp hở hở như thế này nè để cho cái mùi thơm nó không có bay mất nha. Rồi sau 15 phút thì mình gấp cái da cái bịch này ra nha. Đừng có để lâu quá cái mùi nó sẽ gắt đi. Bây giờ mình sẽ nêm nếm thêm nè. Mình cho vào đây là muối nha. Các bạn sẽ nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha. Mình dùng đây là 3 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh muối, 2 muỗng canh đường nha, 2 muỗng canh nước mắm. Phần này thì mình nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Mình lạc thì mình thêm gia vị vào. Đây là nước phở nè. Sau khi mình nấu và mình lược xong á thì cái nước phở nó rất là trong luôn ha. Trong queo luôn nè. Mà cái màu nó rất là nâu và đẹp nữa. Phở thì mình ăn kèm với hành ngò nha. Hành ngò ở đây thì mình đã thái nhuyễn ra như thế này nè. Rồi kèm theo đó là giá và rau húng quế và rau ngò gai. Rồi thì mình ăn kèm với thịt bò thái lát mỏng nè. Lá sách thì mình cũng đã để ráo nước và mình thái nhuyễn như thế này. Rồi bò viên. Mình thích ăn cái gì thì mình cứ bỏ thêm vào. Hôm nay thì em mình dùng là bánh phở tươi nha. Bánh phở tươi như thế này nè. Mình mua ở ngoài chợ Việt Nam đều có bán đó. Nếu mà các bạn không có mua được bánh phở tươi thì mình dùng bánh phở khô cũng được nha. Emmy đã hoàn thành xong món phở bò đặc biệt cho gia đình. Xin chúc cho các bạn một ngày làm việc thật là thoải mái, nấu ăn thật là ngon. Xin hẹn gặp lại các bạn trong cái video lần sau nhé.